Nên mỗi một con người mình, quý vị đi đến cái cuộc đời này, đừng có để luống qua như những Đức nói cái ông 45 tuổi giàu, ông chủ lớn, ngủ đêm chết queo, không làm được cái gì cả. Bà vợ gặp Nhân Đức hỏi ổng đi đâu thầy, Nhân Đức nói ổng đi xuống dưới. Trời ơi trời, sao con buồn quá, nghe thầy nói buồn quá. Buồn gì, nói để cho bà cảnh tỉnh, bà cố gắng bà tu. Ổng lúc còn bình thường khi ông tu không chịu tu, rồi của cải ông chấp một đống, ổng giữ hết trơn, cuối cùng ông chết đi đứng là hết trơn hoàn toàn, để đâu có để lại cái di chúc hay là cái chia chác gì giấy tờ đâu. Ổng đứng hết trơn, nghỉ 45 tuổi còn khỏe, con cái ông chưa có cái giấy tờ gì hết trơn, đứng hết luôn. Nói quý vị biết rằng cái câu chuyện mà Nhân Đức kể đó, cái bà đó mà tiền gửi ngân hàng á, bà chết đi rút ra không được, cuối cùng vậy đó mà cái tâm tình chấp thân chung ấm á, vậy mà bữa nào bà cũng qua ngân hàng bà ngồi, bữa nào cũng qua ngân hàng ngồi, chứ cuối cùng bà nhập vào đứa con gái. Bà nói rằng ngày nào mẹ cũng qua ngân hàng hết chứ, hỏi làm gì, chờ rút tiền. Tại vì mẹ gỡ tiền rút ra không được, bây giờ mẹ không có chấp nhận được đâu. Đồng tiền của mẹ cực khổ làm ra gỡ bên đó, giờ chết đi mẹ phải lấy tiền. Nên bả ngày nào cũng qua bên đó ngồi. Kinh khủng chưa. Rồi đứa con gái lờ hỏi thầy, thầy bây giờ mẹ con vậy, bây giờ tương lai mẹ con sao thầy? Nó tương lai bả đi xuống luôn. Thằng chung ấm bả chấp kiểu đó, đâu phải bả ở hoài thằng chung ấm đâu. Thằng chung ấm nó đều có thời gian. Rồi một thời gian đó thôi là bả đi xuống luôn, chứ làm cho thằng chung ấm hoài, vì nó muốn làm cô hồn hoài, không có cửa đó đâu. Cô hồn có thời gian, rồi tới đầu là đến khi đến lúc là phải đi xuống tam đồ ác đạo, chịu qua địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kinh chưa, cái tình chấp ghê chưa. Đó nên cái cuộc đời này con người chúng ta có được tiền bạc làm được thiện, đổi qua phiếu công đức. Đúng rồi, hiểu chưa, đổi phiếu công đức mình làm. Bây giờ những Đức nói rằng làm tớ luôn, cơ hội làm được sao không làm, sắp sửa người mù nữa nè. Thấy chưa, bữa nay chủ nhật, thứ bảy và qua tuần thứ sáu, mùng 3 tháng 7 âm lịch, nó là khiếm thị, kệ làm đi, họ cần mà cho đi. Nó nên có tiền thì cho tiền, không có tiền thì lỡ nhìn chơi cũng được. Cái gì đâu sợ, thấy người ta kiếm thị dẫn ta đi cũng có phước. Mang cái tâm ô tội nghiệp họ quá, thấy thương quá, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Hoặc là sao, không có tiền chứ, đi vô cái chỗ kiếm thị, lúc ta cho tiền đi vòng vòng không cho, có tiền đâu cho, làm gì, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Nhìn từng người, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, cứ đi vậy đó, đi giáp vòng hết trơn. Vậy thì quý vị niệm cho 5.000 người có Phật hiệu, xong làm vậy đi chàng. Hiểu không? Làm điều đó đi, con nít mà biết làm điều này là cái phước lớn. Nít đâu có tiền, thì nít đi vòng vòng niệm Phật cho người khiếm thị nghe. Thấy không? Cơ hội mà, họ ngồi im gu. Chứ bây giờ cái người mà sáng mắt, quý vị đi vòng vòng vì niệm Phật, thấy kỳ quá, ta thấy mình. Còn người khiếm thị đâu có thấy mình, đi mình tha hồ mình niệm Phật, đi tới ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật, ai với đà Phật, mình niệm vậy đó. Mình đi vòng vòng, mình đi hoài, mình đi vòng vòng hết trơn. 5.000 người mình niệm được 5.000 câu Phật hiệu cho 5.000 người nghe. Vì nói ủa thầy, cái máy niệm Phật bắt nghe hết trơn, con niệm chi? Cái máy niệm Phật là cái máy niệm Phật, còn quý vị niệm là chuyện của quý vị niệm. Quý vị là người tu huấn tu duyên là chuyện của quý vị. Còn cái máy niệm Phật là cái chuyện của những đức, mỗi người để tự tu phước tu duyên. Nguyên lý vậy mới hiểu nghe. Nó cái tâm này nè, rồi cái phước báo cho vị thấy. Phước báo lạ lắm. Con người khi phước báo dày mà giàu là do cái chỗ nào, quý vị biết không? Có người nói con nghèo quá mà bây giờ con chỉ tạo uy tín không sao giàu thầy. Bậy, sai lầm. Cái nguyên lý của Phật pháp dạy nè, khi mình nghèo mình không có tiền đâu, nhưng mà cái phước mình dày quá, tự nhiên người ta vừa nhìn mình là ta tin mình. Nó kỳ lắm. Cái phước vậy là ta nhìn mình cái ta tin mình. Ta vừa nhìn mặt mình là ta muốn cho tiền. Ta vừa nhìn mặt là ta muốn đưa công việc. Người ta vừa nhìn mặt là ta muốn đưa của cải. Còn mình con gái thì mình sẽ có chồng. Người ta vừa nhìn mặt mình là người ta muốn cưới mình. Mà thằng con trai người ta rất là giàu, cưới mình đàng hoàng luôn. Lạ vậy đó. Cái phước nó rất là lạ. Cái phước nó dẫn dắt quý vị tự nhiên gặp
những điều tốt đẹp. Còn thiếu phước rồi, bây giờ người ta có để quý vị vào chỗ tốt hay chăng nữa, quý vị cũng bò vào chỗ xấu. Nên những Đức nói với tất cả những người làm cha làm mẹ nghe, mình thương con, ai mà không muốn đặt con mình vào đống vàng. Nhưng mà sao con mình nó bò qua đống phân? Là tại vì nó không có phước. Chứ ai mà muốn con mình đi vào đống phân bao giờ đâu. Phân thúi ai mà cho để vô đó, đó. Để con vô đống vàng tính cho con. Có nhiều người ông này bà nọ để con vào cái chỗ ông này bà nọ, nhưng mà con của mình lại chạy đi chích xì ke, đi làm chuyện tầm bậy, đi trộm cắp, đi đua xe chơi vậy đó. Nhà giàu đó, có địa vị luôn, nhưng mà lại con đi đua xe, đi làm chuyện tầm bậy. Cha mẹ mất uy tín đó, đặt để cho con luôn. À nè, tôi có đứa con gì gì đó, anh giúp giùm tôi nghe, bạn bè mà, cho nó có một công việc gì đi, chứ nó lông nhâm hoài. À, được được, anh em mà yên tâm đi, con của anh như con tôi, giúp cho đưa vô công việc ngon lành, nghề nghiệp có uy tín đồ ha, có chức phận đồ ha. Vô đó quậy thì quậy sao người ta giúp, vô đó quậy quậy cuối cùng bị kỷ luật luôn chứ sao. Thấy đó, đặt để nó mà không được, nhưng mà con người ta nghèo nàn bỏ bê vậy đó, nhưng mà con người ta lại cố gắng phấn đấu, cuối cùng con người ta lại đi vào đống vàng, còn con của mình đi vào đống phân. Nguyên lý này phải tin đó nghe. Trong cuộc đời của người phải mình phải tin là cái việc tu phước tu duyên là bản thân của mình phải cố gắng. Hiểu rồi nguyên lý này là quý vị sẽ thích làm thiện. Rất là nhiều người người ta tin vào cái việc mà người ta sẽ học giỏi người ta thành đạt, chưa chắc. Học giỏi chưa chắc thành đạt, xin thưa với bạn 100% luôn. Bạn học giỏi, bạn có địa vị chưa chắc bạn an vui. Sự an vui là chắc chắn với bạn, bạn phải tìm hiểu Phật pháp. Phật pháp sẽ cho bạn an vui 100% luôn. À, nên á, những điều như Đức chia sẻ đây á, tuy là nói về nghiêng về niệm Phật cầu sanh cực lạc, nhưng như Đức cũng xuyên qua một chút để cho mấy đứa nhỏ nhỏ đây nó ngồi nó nghe, nó nghe để mà nó nhận thức được một chút. Chứ không thôi mình nói niệm Phật giảng sanh không, khi nó cũng không chịu nghe. Nhưng mà có nhiều đứa nó có duyên những Đức nghe, nó thích những Đức lắm. Nó nghe nó thích, nó không biết làm sao nó cũng niệm Phật nít. Mà nó là không có duyên rồi đừng có ép nài. Nó chưa có duyên rồi đừng có ép nài nữa. Nó chỉ kết cho nó vậy là thôi, đừng có ép. Nên bản thân chúng ta khi mình cầm một cái bánh ngon mình ăn, mình cũng có tâm rủ nhiều người ăn bánh. Nhưng mà nếu người ta không ăn thì sao? Thì thôi mình ăn chứ làm sao. Đã là cái bánh ngon thì đừng có hạ giá. Mình đưa cho người ta quá, có khi người ta nói mình thuốc người ta hả? Hại người ta hả? Nó dụ dỗ người ta hả? Người ta lại quay lại phỉ báng mình. Nên mình chỉ cần cầm cái bánh ngon mình ăn, đặc biệt như cái này là cái bánh ngon đi. Họ thấy ngày nào mình cũng ăn bánh ngon, họ lại hồi xin. Thiệt không? Xin không? Nè bẻ cho miếng. Ăn miếng đi, vô để tao ăn. Thấy không? Đó thì tự nhiên nó có giá trị. Có giá trị lắm. Dễ hiểu đúng không? Còn nếu mà giờ nói nè anh ngon lắm, ăn đi, ăn. Không ăn. Ăn đi mà. Không. Ăn đi, xô tay mình. Tôi liền cái bánh bây giờ ngon. Ngon mày ăn đi. Sao bắt tao ăn? Tao không thích ăn cái bánh này. Nó thấy không? Là tiêu rồi, nó đoạn duyên cái bánh ngon rồi. Còn thà mình cầm cái bánh ngon mình ăn. Mình ăn mình cứ ăn đi. Mình biết nó chưa có chịu ăn cái bánh này, đừng có ép nó. Thì mình lo ăn cái bánh ngon này. Mình ăn giết rồi nó thèm quá, nó thấy sao? Ngày nào mình cũng ăn ngon quá. Giết nó canh mình, nó nhìn mình, thấy mình ăn ngon thiệt. Hiểu không? Rồi lúc đó tự nó tìm mình. Nó tìm mình để xin bánh, lúc đó mà nó cho. Tuy nhìn thấy chậm nhưng độ sanh thì rất rộng. Chính bản thân những Đức nè, nhà những Đức có đem cái gì đưa cho họ không? Kệ họ chứ. Riêng bản thân mình, nhà mình làm được trước đi. Với người khác thì còn gì mà không tùy duyên. Tôi nói thiệt, tôi khoan duyên với người ta còn hơn gia đình tôi nữa. Vì tôi biết tôi khoan duyên với người ta, tôi sẽ không dính duyên, không dính cái ái. Tôi khoan duyên với gia đình, dính ái mất công. Nên thà vì người ta khi người ta đến với mình. Còn gia đình chưa đến, không quan trọng đến. Như vậy mà cũng tự đến.
anh Nhận Đức ổng đến ông lễ Quan Âm Bồ Tát, ông lễ xong ổng đi về. Nhận Đức gì ổng, Nhận Đức có gặp ổng chút xíu nào đâu, bận quá. Mà ổng không đến gặp thì gặp ổng làm gì? Người ta đến gặp thì tôi gặp, ông không đến gặp thì ông lại xong đi về đi, có gì đâu, không có gì trong quan trọng quá chứ, nghe không? Đã là tu hành thì ai cũng là người thân, gặp nhau là người thân, gặp nhau là người thân, gặp nhau là thân, còn không gặp nhau thì không thân, không gặp nhau sao biết mà thân? Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là về chánh gặp thôi, còn bây giờ gặp nhau trực tiếp gì thì thân, còn không gặp nhau thì sao biết mà thân? Nên từ nó là tùy duyên, nên mới nói là tùy duyên tiêu nghiệp trước, đúng không? Hướng đạo phải có tâm tùy duyên, đừng có phan duyên. Nên mỗi người mình đi tu mình biết được cái lợi ích, làm đi. Mình chưa làm tới nơi tới chốn nên ai chấp nhận mình? Làm tới đi, gặp sự cố gì mình cũng cười cười, người ta nói ngộ ghê nha. Sự cố gì mà nó cũng cười, sao ngộ quá, hay ghê. Chứ tao mà gặp tình trạng này chắc tao chịu không nổi. Nên lúc đó là nó sắp sửa cảm hóa rồi đó, thấy không? Sắp sửa cảm hóa rồi đó. Đó, nên con người một nụ cười mà bằng 10 tháng thuốc bổ. Mình cười rồi nó mới giải tỏa những cái sự khổ đau. Chứ mang cái tâm hầm hầm làm gì? Cái tâm hầm hầm là cái mặt hầm hầm. Cái mặt hầm hầm là sao? Cái mặt hầm hầm mà Phật tử đến đây nghe pháo mà bước ra, thầy bước ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị đi đến đây tu hành nhớ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, không được cười giỡn ung sùng. Cái pháp hội này con ruồi không được bay vô, thấy không? Kiểu đó tao sợ mắc dép luôn. Mà Như Đức đã vui, sáng Như Đức làm sao nó cũng mắc cười, tại cái tâm Như Đức nó vui. Chứ nếu mà cái tâm hầm hầm là ghê lắm quý vị. Cái tâm nó hầm hầm nó làm cho cái từ trường nóng luôn quý vị. Ồ, từ trường nóng lắm, ghê lắm. Nó, bây giờ Như Đức hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị muốn độ được người ta là từ đâu? Từ ngay người ta phái quý vị, người ta phái quý vị mới độ được, đúng không? Nó giống như giờ thằng chồng nó đeo đẳng theo mình thì mình mới độ nó được. Chứ giờ thằng chồng nó nói tao thấy mày là tao thì ghét cái đó, để tao mình lo tu đi, không mọi độ mới được. Nó ghét mình sao mà độ? Nó ghét mình là nó tránh xa mình rồi, sao mà mình nó nghe mình mà mình độ đó? Thì thôi mình yên, mình lo mình tu phước rồi đi. Còn cái dân chồng nó tò đi theo mình mới độ nó được. Nó, thằng chồng nó tò theo mình mới độ được chứ. Chứ thằng chồng nó đâu có đeo theo mình. Mình đeo theo nó độ mình á. Mình đeo theo nó độ mình chứ sao mà mình độ nó. Nó, ví dụ như giờ mình tu đi, mình càng tu đi mà thằng chồng nó cứ khỏi mỏ hoài. Nó khỏi mỏ. Biết khỏi mỏ không? Nghe mình tu bây giờ nó giàu nó chi mà sồn sồn đâu á. Mà càng tu mà thằng chồng nó càng kết mình, làm mình cơ hội độ nó đó. Nó đeo theo mình. Nó cứ là khiêu khiêu mình đó. Là biết là mình có cơ hội mình độ nó. Còn mình tu giết mà nó chán chê mình rồi đó. Nó không còn nhìn ngó tới mình thì thôi khỏi nói độ nó đi. Tại vì nó có cảm giác quý vị sao mà độ nó. Hiểu không? Hả? À. Nên giống như bây giờ một nải chuối ngon tới ghê để trước mặt, nó đi qua thì lại nó không cần điếm xỉa mà, thì để cho chuối này hư luôn, chuối móc luôn, đúng không? Nó người ta gặp chuối mà người ta muốn ăn thì nó dùng được chuối thì bản thân của mình là độ được, nó không? Còn ngoài ra nó không nhìn ngó cái nải chuối mà ép nó cũng không được. Nên từ nơi đó mình tu mà người ta thấy thích mình, ta phái mình là do mình vui, mình an lạc, mình tự tại bình thản được thì người ta mới thích gần gũi mình để hưởng cái bình an. Mình bình thản mới hưởng cái bình an. À, còn mình tu mình bác an còn hơn người ta không tu nữa. Mình càng tu mình lo tùm lum chuyện, cái gì mình cũng lo, mình lo tứ tung lang tang. Cái gì nó nói sao bà, tôi thấy bà càng tu bà càng lo,
Vậy mà nói cái pháp này nó hay đó. Mình càng tu thì mình càng nhẹ nhàng cái tâm, làm mà không nặng nề thì người ta mới cảm giác hay, bà này hay. Thấy không? Ngày xưa chưa tu rồi tôi đi đâu một cái là bà gì bà nói này nói kia, đi nhậu với bạn bè bà nói này nói nọ. Bây giờ bà này công nhận hay nghe, tu giết bây giờ khỏi cần nói luôn. Nhậu bao nhiêu giờ nhậu đi, muốn đi giờ nào gì kệ mộ ông. Tôi ở nhà lo cho con, lo gia đình đàng hoàng, niệm Phật. Không ngày mai không cần nói gì, nhậu xỉn buổi sáng quậy ly nước đá chanh cho ông uống. Giải rượu, giải bia, thí dụ đi, nấu cho ông miếng đồ ăn thì cho ông ăn, làm vai trò đúng vai trò. Còn ngoài ra ông uống được uống. Nói ủa sao bà lúc này sao tôi ăn nhậu bà không có nói tới chứ. Cái chuyện đó ông thích mà. Ông lớn ông tự thấy cái việc đó đúng thì ông làm thôi. Tùy ông nhận thức thôi. Còn tôi làm tròn trách nhiệm tôi à. Cảm hóa liền. Cảm hóa liền nói chuyện dẫn chơi. Đó. Còn mình nói là người ta nói bà niệm Phật giảng sanh mà. Sao mà nói tôi hoài à. Đừng có nói nữa. Bực mình lắm rồi đó. Không? Bắt đầu về chồng thay đồ ra đem đồ đi giặt đàng hoàng. Không cần ngó ngàng nói gì nhiều. Dọn cơm ra ăn đi anh. Ăn xong dọn đi rửa đàng hoàng. Cứ làm đúng vai trò mình thôi. Rồi mình niệm Phật. Rồi quý vị coi quý vị sẽ độ chồng cho quý vị thấy. Độ cả bạn bè chồng luôn. Thằng chồng nó mới nói cho cái thằng bạn. Thằng bạn nó nói cho con vợ. Con vợ nó mới tìm mình. Dính tá lả binh chứ. À, vì thấy độ lăng can cái vị thấy nè đó, hành động chỉ có hành động vậy thôi. Bây giờ những đức mà khuyên gì mà tất cả mấy cô mà làm thì mấy cô sẽ thấy tự tại, cực kỳ tự tại luôn, nhớ không? À, từ nơi đó còn lúc mình khuyên được người ta là lúc nào mình thấy phù hợp khuyên được khuyên, còn lúc không cần nói đừng có nói, lo niệm Phật đi rồi quý vị sẽ thấy độ người cho thấy tuyệt vời luôn 100%. Ông chồng nào nghe nói câu này ông chồng nó cũng thích nhé. Ông thầy này giảng được. Nói đúng rồi đó. Thấy chưa? Có những con người mình nói người ta nhiều quá tao không có nghe, đừng nói nữa. Vì mình nói họ nhiều quá rồi, họ giỡn mặt. Nghĩ nói nữa thì lúc đó họ mới thấy họ cô đơn. Lạ lắm nha quý vị. Có những người mình nói hoài họ khen thường mình lắm. Mà mình nghĩ nói họ lúc đó họ cảm thấy bị cô đơn, bị bỏ rơi quý vị. Họ mới đi tìm hiểu, họ hỏi mình sao bộ lúc này bà không có thương tôi, sao bà không có nói gì nữa chứ. Thương thì thương nhưng mà tôi kinh nghiệm rồi, tôi nói ông hoài ông đâu có nghe đâu, thì nó nói làm chi. Tôi giữ cái hơi sức của tôi niệm Phật còn ngon hơn. Thôi được rồi, ông muốn làm gì đó ông làm. Nói câu gì mà sợ ghê lắm, cực kỳ sợ luôn đó. Chứ đừng có nói đon nó ren làm chi. Mình càng ghen là người ta càng không sợ mắt mình. Đàn bà mà càng ghen là đàn ông nó càng không sợ mắt. Vì mình ghen, ghen là mình quá thương họ. Nó nói tao đi thoải mái luôn, tao cũng không sợ. Con vợ tao nó ghen với tao lắm. Tại vì nó thương tao quá. Nên nó không bao giờ bỏ tao đâu. Nên tao không có lo. Khi mà mình không nói gì nữa trơn thì nó mới lo. Không nói gì hết trơn nó nghĩ rằng mình hết thương nó. Nên bây giờ phải làm sao tạo tình cảm cho bả thương mình. Đó, nên từ nó quay ngược lại. Thương là gì đó quý vị. Nên nghe đạo những điều mà Như Đức chia sẻ đây, quý vị thấy nó nhân sinh chưa? Quá nhân sinh. Niệm Phật lại áp dụng vào cái cuộc đời của mình sống, đặc biệt, vô cùng. Vô cùng đặc biệt. Quá đặc biệt. Quá đặc biệt. Những Đức nói quý vị có tiền bạc giàu sang cỡ nào hay chăng nữa, nhưng mà quý vị không tiếp nhận Phật Pháp, đời quý vị vô nghĩa. Những Đức nói vô nghĩa. Cả đời có người cuối cùng đi chết. Trời ơi, một đời ngắn ngủi lắm bạn ô. Đời ngắn ngủi lắm bạn ô. Đừng có nói chuyện vậy chứ. Từ nơi đó mà bây giờ mà Phật tử mà về chùa như Đức nói mấy cô nấu có gì ăn, nấu ăn ngon. Ăn hết đi. Ăn hết. Bây giờ là mình ăn thả ra. Có một người này gặp như Đức nói, ông nhớ nghe. Ăn uống vừa vừa thôi, nó hết phước là nó khổ dữ lắm. Ăn uống vừa vừa thôi, nó hết phước, nó khổ dữ lắm. Nhưng Đức nói mình ít phước, mình cho người ta ăn, mình có phước. Nhớ chưa? Nên bữa đó Như Đức giảng có một câu đó. Thấy không? Câu lạ chưa?
Ngày xưa thì gieo nhân gặt quả, mà bây giờ là gieo quả để gặt nhân. Nhớ nghe vị hãy kinh nghiệm cái câu này nghe. Đây là nuôi chúng kinh nghiệm nè. Có người ngày xưa bị chỉ người ta gieo nhân là cực khổ đi để có thành quả. Có người bây giờ cực khổ quá, nó nghỉ làm, nó nghỉ luôn. Bây giờ quý vị trước nhất mới độ người, trước nhất cho nó cái quả, cho nó ăn đi. Cho nó ăn xong nó ngon quá. Làm sao tôi có cái quả này? Nó là trong cái quả nó có cái hạt. Mày đem cái hạt mày đi trồng đi, rồi mày chăm bón, rồi mày sẽ có quả. Thấy không? Độ sanh mới rộng. Người ta về chùa lo cho ta hết đi, có đồ cho ta hết đi, thì đưa quả. Ta nói, thầy ơi thầy, sao mà thầy làm được điều này thầy? Vì tôi cũng gieo nhang, tôi gieo cái nhang tôi mới được cái gì. Gieo nhang là tôi bố thí cúng dường, tôi lo cho bạn nè. Vậy hả thầy? Vậy là con muốn có cái quả phải làm sao? Thì phải gieo nhang. Tại vì mình cho nó cái quả nó ăn tình, nên cuối cùng nó mới đi hỏi mình. Là nó là đưa quả để ăn, ăn quả rồi mới lấy hột, lấy hột đi trồng, rồi chăm bón, rồi có quả ăn. Đó. Bây giờ con người là phải cho quả trước đó quý vị. Ai làm việc này? Việc này ai làm? Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ngài làm. Ngài nói rằng ta lấy cái quả giác tu đã thành của ta để đưa cho chúng sanh làm nhân địa để mà tu. Thấy không? Bây giờ mình đem cái quả cho họ là có cái gì mình cứ cho họ đi, họ chưa biết tu mình cho họ đi. Mình cứ cho họ đi là họ sẽ cảm nhận với mình, rồi lúc đó họ sẽ nghe lời mình, thì lúc đó mới gieo nhân gặt quả. Chứ đừng có nói bây giờ mà tu hành mà khổ nghe. Đời này mà tu hành pháp môn tịnh độ tu không có khổ. Riêng cái pháp môn tịnh độ là tu không có khổ, các pháp khác là tu khổ. Lạ thay, bắt buộc lấy khổ làm thầy. Nhưng riêng cái pháp môn tịnh độ là lấy vui làm thầy. Lạ như vậy. Việc này bị mới nghe lần đầu tiên đúng không? Thì thời mạt pháp, thời ơi, thời chánh pháp thì lấy khổ làm thầy, mà thờ mặt pháp thì thấy lấy vui làm thầy. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, phải không? Bây giờ bị nói khổ ai tu? Cái ngôi chùa mà khổ quá không ai tu đó. Nó đến xong nó gì à? Nó khổ quá tu làm gì? Bởi vì Bồ Tát đến đây độ sanh không có khổ, vì khổ là không phù hợp cái thời đại này, nên Bồ Tát phải vui. Hiểu không? Bồ Tát phải vui. Còn Bồ Tát năm xưa là Bồ Tát khổ. Những đức đọc trong chư tổ sư có một vị, ông ăn bùn. Bữa nào người ta cúng thì ăn, không cúng ngồi tại chỗ móc bùn ăn. Vị tổ sư đó, vị đọc trong 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông có một vị. Kinh chưa? Bây giờ mình mà ăn bùn chứ mình le lưỡi mình chết tại chỗ luôn chứ đừng thế. Ăn thử cái đi rồi biết. Nuốt nó không vô, nó ội ra ội vô mà chết tại chỗ, đừng nói mà ăn. Nó ta làm được. Bởi vì rõ ràng, rõ ràng luôn. Cái thời cuộc này phải rõ ràng đúng rồi. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi quý vị. Phải không? Không, những điều như Đức giảng thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ nghe quý vị. Tại vì cái việc làm của những Đức là do nó gần công chúng nhiều quá, nó nhìn ra quý vị ơi. Xác thực luôn. Bây giờ những Đức nuôi chúng mà đông đó, ban tổ chức anh em đồ ai mà cũng được hết chứ, là do từ đâu biết không? Có cái quả đầy đủ nó ăn. Bằng đồ sạch sẽ, bằng đồ mớ, ăn uống đầy đủ, kêu nó xả tiền nó xả liền. Tại vì nó đầy đủ hết trơn, nó cầm tiền chi mà không xả. Ghê không? Mà nó vui rồi, nó an lạc rồi, nó đầy đủ rồi thì nó đi phục vụ người ta. Còn nếu nó khổ quá, nó nói tao khổ nè, mày kêu tao phục vụ người ta, tao dạy tao phục vụ người ta, càng phục vụ càng khổ, không phục vụ nữa. Bây giờ mình cho họ vui, cho họ đầy đủ, họ mới đi phục vụ người ta. Thấy rõ ràng chưa? À, đây là trong chùa áp dụng rõ ràng nè. À, bởi vì tại sao trong chùa mình mà không xài điện thoại, không xài tiền mà quanh năm 7-8 năm không đi về nhà? Quý vị nói cái chuyện giỡn chơi. Tuổi trẻ cư sĩ đi vô chùa mà 8-9 năm không về nhà, không gì luôn, không gọi điện thoại luôn, đưa quy tắc nào cũng làm theo chứ.
chỉ có đúng cái gì? Cho quả tạo nhân. Cho quả tạo nhân. Bởi vì không, Phật pháp mà không suy nghĩ cho kỹ thì đừng có mong mà độ sanh. Phật pháp mà không suy nghĩ kỹ là không độ sanh được. Vì sao? Vì không biết cách. Phật pháp là một phương pháp, quý vị không nhìn ra Phật pháp. Đức Phật là bậc trí tuệ, cái trí tuệ của Phật pháp không có đơn giản. Nên từ nơi đó thờ của Đức Phật đó, là lấy khổ làm thầy, đời này là lấy vui sướng làm thầy. Người ta sẽ chấp nhận quý vị. Cái khoa học phát triển, thời đại phát triển, con người bây giờ đi lên tới cung trăng rồi, quý vị còn đi lùi phía sau nữa, ai chấp nhận quý vị? Đúng không? Học sao mà xã hội người ta đang trao đảo cực khổ vô cùng của mình mỗi ngày. Thấy không? Tự nhiên người ta cảm giác thích mình liền, tu học hay. Và tự tình không, khi qua bên Úc Châu mở đạo tràng, mỗi ngày cái nhóm của Đại Lão Hòa Thượng vui vẻ tự tại, những tôn giáo khác nhìn thấy, lâu ngày qua hỏi các người học cái gì à? Mà sao ngày nào cũng vui được như vậy? Chúng tôi học Phật. Học Phật là học cái gì? Là học vui vẻ, học tự tại. À, chúng tôi cũng muốn học vui vẻ tự tại. Phải làm sao? Vì chủ nhật qua đây học bên đây, thứ bảy vô trong chỗ đạo quý vị mà học. Ghê chưa? Không bị ảnh hưởng gì chứ á. Thấy không? Hay chưa? Nên từ nơi đó người thấy mình vui, người ta mới học. Cái hội chúng của mình vì sao dễ độ người? Quay phim lên vỗ tay ôm sùm cừ tá lả âm binh, người ta phái. Có cái bà kia bà nói con ghét thầy giảng. Con thấy mấy bà kia cười quá trời, con ghét, con coi thử. Làm gì cười chứ, con coi xong dính luôn. Ghê chưa? Cười thôi mà dính đó. Đó, nên từ nó ra ai mà không muốn cười. Tại không cười được. Nhìn Đức thấy một cái cô kia bên Mỹ gì, cái mặt cô lầm lầm lì lì. Hỏi sao mặt cô kỳ? Nó dạ không có con. Không có con. Không có con mà làm gì mặt lầm lầm lì lì? Bởi vì cái mặt của cô vậy nó không có con. Nó sao kỳ vậy thầy? Nó ngộ ghê. Mặt gì không có con là sao thầy? Đúng rồi. Nhìn đứa hỏi cô nè, cái đứa con nít đó, nó thích ai? Nó thích người vui đúng không? Ai vui ai cho nó ăn thì nó chạy theo người ta. Còn cô lầm lầm lì lì, nó chạy đi mất tiêu, nó đâu có chạy lại cô, nên cô đâu có con. Hai vợ chồng cô đang sống với nhau, cái mặt cô lầm lầm lì lì, nó vừa bước tới, nó tịnh nhảy vô, nó làm con cô, nó gặp cô, nó chạy lại bà khác. Nên bà hoài mà bà không có con. Bây giờ vậy con phải làm sao? Nó bà cừ. Bà phải vui vẻ, bà cừ để nó gạo tới gạo luôn, nó nhìn, nó tìm hiểu. Bà chọn con thì con cũng chọn bà. Hiểu chưa? Nó rõ ràng đi học Phật á, trò chọn thầy mà thầy cũng chọn trò nữa. Chứ đâu phải là quý vị là thầy được quyền chọn trò mà trò không chọn thầy. Người ta có quyền người ta chọn ông thầy người ta học. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó bây giờ cô cái càng về, giờ năm nay nhiêu tuổi? Là 33. 33 tuổi rồi, tranh thủ lên. Tranh thủ gì thầy nói? Tranh thủ vui vẻ lên. Vui vẻ là sao? Thầy nói con không hiểu nữa. Vui vẻ là vui vẻ chứ sao? Bà này sao bất khờ thế ghê. Bà bên Mỹ về trình độ của bà cao còn hơn cái gì nữa. Nó học cao dữ lắm luôn à. Nên từ nơi đó mà nói câu này cũng không hiểu nữa. Nó thật sự con không hiểu luôn á thầy. Tranh thủ vui vẻ là sao? Nói tờ bà niệm Phật bà an lạc. Hiểu không? Bạn trai niệm Phật bà an lạc đi. Đó là vui vẻ. Bây giờ cái mặt bà lầm lầm lì lì, nó không có con. Bây giờ từ hôm nay bà cừ lên. Nó nói cừ không có được. Bây giờ nhà Đức chỉ bà cái cách cười nè. Bà vô công sở bà làm việc. Hồi xưa bà gặp bạn đồng nghiệp bà chào làm sao? Nói thì con đi con gặp mấy anh đồ làm việc chung đồ, mấy em đồ, con gặp con chào anh. Nhưng Đức nói giờ chào lại, hỏi chào làm sao? Chào anh. Chào em. Là tức khắc sẽ có người hỏi cô liền. Mà cô công nhận khi cô chào anh như vậy là sẽ chào lại cô Iran luôn. Chào anh. Người ta chào em. Nhưng mà khi cô chào anh
bên kia chào em. Đúng không? Phải trả lời Iran không? Iran luôn. Vậy thì trong công sở làm việc bao nhiêu người cô chào mà sáng nào cô gặp cô cũng vui vậy, thì cô thay đổi liền, tức khắc cô tươi liền chứ không nói vòng vo chứ. Khi cô tươi rồi thì cô dễ tính, mà khi cô dễ tính thì con nít nó chạy theo cô, lúc đó tha hồ mà đẻ. À, con nít nó thấy người vui vẻ dễ thương nó chạy theo nó, nên bà không đẻ là do cái mặt bà làm lì lì á. Rồi thêm cái nữa là gì, thấy người ta có con thì chạy ra sau hè khóc, cái tâm ích kỷ. Người ta có con mình mừng giùm cho người ta thì mình mới có con. Và những đức chỉ cô, những đức nói bây giờ cô không có con cô buồn, tại sao cô không suy nghĩ trên cái cõi đời này còn bao nhiêu đứa bé mồ côi không có cha có mẹ. Cô chỉ nghĩ con của cô thôi mà cô không nghĩ cho bao đứa bé mà nó đang mồ côi mồ cút không có mẹ không có cha. Tại sao cô không vô cái diện mồ côi để cô đem cái tình mẹ mà cô đang cần có con này cô đưa vào cho những đứa con mà nó đang cần tình mẹ. Sao cô không làm đi? Những đứa con nó cần tình mẹ quá trời luôn, bây giờ nó cần có cô thương yêu. Còn cô thì đang cầu con mà đang muốn có con, mà bây giờ muốn làm mẹ mà không có cơ hội được làm mẹ. Còn những đứa bé nó cần có tình mẹ kìa, vì sao cô không vô diện mồ côi á để cô làm mẹ cho một vàng con đó đi, thì cô thấy cô hạnh phúc cỡ nào chưa? Trong cái cuộc đời này con người chỉ khác nhau là hiểu hay không hiểu mà thôi, chuyển được cái tâm hay không thôi. Bạn chỉ cần có phước thì dù bạn không có con mà cũng có phước. Còn bạn mà không có phước, bạn có con bạn cũng vô phước và cũng khổ đau, còn khi còn khổ hơn nữa. Nên những đức khuyên tất cả những người trong cuộc đời này, khi không có con đừng có bao giờ suy nghĩ rằng đời tôi không có con, tương lai ai nuôi tôi. Như vậy tôi hỏi quý vị, bao nhiêu người có con, tại sao con cũng không nuôi? Còn những người toàn là đẻ con gái không à, thì nói bây giờ phải kiếm thằng con trai. Kiếm con trai chi ạ? Con trai để nói giỏi tông đường. Những đức nói quý vị có phước thì con gái nó cũng nói giỏi tông đường nữa. Còn nó mà vô phước rồi á, có 100 thằng con trai nó cũng là hư hoại nữa, không được cái gì. Cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái gì bạn đang có trong cuộc đời này nè, chứ không phải là bạn đi chi cầu cái mà bạn không có. Đã không có bạn đi khổ làm gì? Bạn hãy quý những gì mà bạn đang còn tồn tại nè. Đó mới là người khôn sống trong cuộc đời này. Nghe rất là rõ ràng. Nên tất cả những người mà không có con, hãy đi lợi chỗ mồ côi mồ cút thương nó đi, rồi cái nhăn đó nó sẽ cho vị có con, mà con hiếu thảo, con đàng hoàng. Còn người mà chỉ sanh con gái không thì mình hãy thương con gái của mình, dạy con gái đàng hoàng. Con trai không thì dạy con trai, lo cho con trai đàng hoàng. Có nghĩa là có con nào cũng được, hiểu không? Nó rồi không có con cũng được. Chúng ta vẫn sống những ngày tháng đặc biệt của cuộc đời, đừng có nên nặng nề chứ. Đó là những đứa gặp nguyên một gia đình bên Mỹ gì. Nên bữa đó những đứa giảng bài giảng đó, đừng có mang một cái căn bệnh nghề nghiệp để làm khổ cuộc đời mình. Bệnh nghề nghiệp là bệnh gì? Tôi học bên luật, tôi phải nghiêm. Nghiêm chứ ạ? Bên luật phải nghiêm mà. Luật là luật, còn có người là vui chứ làm gì bên luật phải nghiêm. Có người đa phần con người, người ta đều có một ý nghĩ cực kỳ sai lầm là gì? Cái nghề này nó thành ra cái nghiệp hả? Không có đâu. Con người sống làm sao bạn phải hoạt bát, bạn phải vui vẻ. Như một cái cây nó phải nhân sinh, nó phải có màu xanh. Chứ ngoài ra cái cây này không có chiếc lá nào chứ thì còn gọi là cây đẹp sắc. Nó giống như một vườn hoa vậy đó. Nó phải có hoa này hoa nọ quá kỹ. Nên con người sống trong cuộc đời này, quý vị phải nhớ, đừng bao giờ nói rằng tôi học cái nghề này là tôi phải như vậy. Vậy tôi phải giữ được trạng thái của tôi mới là đạt nhất. Giữ được trạng thái mình mới là đặc biệt. Còn vô công việc là phải nghiêm túc, nhưng bước ra công việc là hoàn toàn thông tâm, chứ không phải là cái nghề này là mình phải như vậy. Có những người nói tại tôi làm công an nên tôi phải nghiêm. Công an là phải nghiêm, vậy vợ mình nó cũng sợ mình luôn đó. Công an là cái việc mình đang làm việc, mình chức phận. Còn lúc mà mình trở lại là một con người bình thường, mình phải là người bình thường. Hoạt bát làm cha, rồi hoạt bát làm chồng, hoạt bát làm con. Cái ngành đó nó chỉ đi vào cái chỗ nào cần thiết để hiện một gương mặt nghiêm. Còn có những chỗ chúng ta đừng bao giờ làm bộ mặt nghiêm chi, để cho người ta sợ mình làm gì. Sợ mình là hết duyên. Sợ mình là hết duyên. Hiểu không?
Đó, nên quý vị mà hiểu được Phật pháp thì quý vị sẽ biết áp dụng tất cả những nghề nghiệp trong cái cuộc đời bị tuyệt vời lắm. Chứ làm sao mà học ra cái ngành đó hình thành các người gì? Không phải, bậy quá. Đó, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng đều phải là vui vẻ tự tại nó mới đạt cái nghề đó đến đỉnh cao. Hiểu không? À, cái ông này ông làm nghề bác sĩ mà bên bên cái pha mổ mà là trưởng ban bên mổ luôn. Ông nói rằng là khi chuẩn bị vô mổ người ta là sẽ có y tá nữ sẽ đeo bao tay cho ông, rồi bận áo cho ông, rồi khẩu trang gì đó, có nghĩa là lo cho ông hết gì cái vị trí bên ngoài sạch sẽ lắm. Nên ông là bệnh nghề nghiệp, ông nói rằng ông rất kỹ, ông rất kỹ. Những đức nói ông kỹ cũng là một cái bệnh. Cái chữ kỹ của ông là kỹ gì biết không? Là ông biết ông kỹ. Ông nghĩ người khác ở dơ là bệnh. Nhớ nghe. Và cái kỹ của ông sẽ làm cho mọi người xa lánh ông đó, cũng là bệnh luôn. Đó. Cái đồ đạc của tôi không ai được đụng vô, ông cũng là một cái bệnh mà làm cho người khác xa lánh ông nữa. Những bây giờ tu học rồi nên sửa hết cái bệnh này đi. Rồi ông nghe những đức giảng mà ông là trí thức quý vị, học tập, có sở học cao ở bên Mỹ. Ông về Việt Nam, ông gặp những đức là do ông nghe những buổi giảng của mình, ông vui quá. Ông nói rằng con là con người không bao giờ cừ. Này, khổ quá. Không bao giờ biết cừ luôn. Không biết cười, nhìn ông kỳ quá. Nhìn ông là biết, không biết cười, ghê quá. Nhưng tại sao ông về đây gặp tôi? Tại vì nhờ thầy giảng mà con cười. Thầy nói chuyện ngộ tới ghê. Nói những câu mắc cười muốn chết, không muốn cười cũng phải cười. Nè, cuối cùng ông về ông gặp Nhân Đức. Ông hỏi, bây giờ xin thưa thầy, con muốn về Việt Nam ở đây vô chùa tu. Bây giờ điều kiện gì để vô được chùa? Nhân Đức nói ông phải ở dơ. Hoa một câu xanh lè xanh lét luôn. Cách nói chuyện mình ghê không? Tại vì ông kỹ quá sao ông ở đây? Ở đây không phải ở dơ, mà cái ý tôi nói cái câu á, ông kỹ mà ông chỉ có cái cá nhân của ông, không biết ai. Thì ông bây giờ làm sao ông ở đây với 6 người trong một phòng, rồi tính này tính kia sao ông về đây ở được? Vậy ông muốn về đây ở chỉ có một lý do, chỉ có một điều kiện là ông phải ở dơ. Ghê không? Tại sao ông nói là bây giờ thầy giải thích kỹ cho con nghe. Nó giải thích kỹ nè, là ông về ông mở phòng ông ở bên Mỹ ra, vợ con có quyền vô phòng, muốn lấy đồ gì lấy, muốn xài gì xài, rồi mọi người được vô phòng ngồi chơi đồ thoải mái luôn. Rồi ông làm điều đó đi, rồi ông vô đây ông ở tù. Giờ căn phòng ông đóng cửa không ai được vô hết. Nó, rồi vợ có được vô không? Không. Nhưng Đức quay lại hỏi bà vợ, vậy cô có con không? Dạ có 3 đứa. Không vô phòng mà sao có con? Là phòng khác. Phòng khác. Không. Từ nơi đó bây giờ ông muốn vô đây tu là ông phải như vậy đó, thì ông vô đây tu được. Nó, rồi ông vô đây rồi là tuyệt đối không xài điện thoại. Không xài điện thoại được không? Ông nói dạ lâu lâu mượn gọi về nhà, hỏi thăm gia đình được không thầy? Nó không. Bây giờ Nhân Đức hỏi ông nè, giữa ông với bà cô, một người ở bên Mỹ, người về đây, nếu ông có lực mạnh thì ông kéo cô về đây, nếu cô có lực mạnh thì kéo ông qua bên Mỹ, mà ông đã từ bên Mỹ đi về đây, vậy thì ông muốn kéo cô hay cô kéo ông? Ông tự suy nghĩ, thông minh mà, tự suy nghĩ đi. Nó cứ lo tu đi, được rồi. Mà giống như mấy cái người ta có sở học, địa vị xã hội mày, người ta thường sợ khi người ta nói cho mình nghe gì mình nói trước công chúng. Ông cứ dặn như đứa cái câu, thầy đừng nói nghe thầy. Thầy đừng nói cho ai nghe thầy. Những đứa nói tôi nhất định tôi sẽ không nói cho một người nào nghe. Cũng là câu cũ.
không nói cho một người nghe. Tại tôi nói đây đâu phải một người, tôi nói cho đông người chứ không nói cho một người. Nói cho một người là nhiều chuyện, còn nói cho đông người là để giải mã những cái người bệnh giống ông. Bây giờ nói gì cũng ai biết ông là ai, đâu phải là cái người Việt mình qua bên Mỹ chứ có một mình ông đâu. Bao nhiêu con người, người ta một cái tiểu bang, bao nhiêu người Việt Nam ở bên đó. Người ta nói gì là ta nói để người ta giải thích ra cho những con người mà khó tính như vậy đã cuộc đời được cái gì kết quả không. Mà chính ông bệnh nghề nghiệp nặng nề, nói ra gì để ông tiêu cái nghiệp ông, để ông nhẹ nhàng cái tâm, tiêu cái nghiệp mà tăng cái phước. Mà ông nói rằng rõ ràng, thầy ơi thầy, thầy giảng đúng, con gái nhờ đức cha, con là người rất khó tính, rất kỹ, rất khó tính. Sanh ra đứa con gái cũng cực kỳ khó, nó không cười, y gan con. Nó rõ ràng chưa? Nó thấy chưa? Người cha không cười, sanh đứa con gái không cười luôn. Nó thấy không cười là khổ nhất. Vậy thì con làm sao bây giờ mà chuyển nghiệp con và cha và đứa con gái? Những đứa nói rằng chỉ cần ông trở lại trạng thái tự nhiên dễ tính là chuyển đứa con gái liền. Thấy không? Cái gốc thì nó chuyển được cái cành lá qua quả chứ làm sao. Nó quý vị thấy Phật pháp vị nghe hồi nãy giờ không? Nó bao nhiêu cái lợi ích cho vị luôn. Quá lợi ích. Thấy không? Nó nên từ nó nghe tùy quý vị có tiếp nhận được cái gì bao nhiêu phần trăm trong đó. Thì biết rằng vì sao những đứa học Phật mà vui? Vì những đứa quá đơn giản. Quá đơn giản mà vui chứ không gì chứ. Mỗi ngày lăn lộn cùng với những con người bình thường không? Vì sao? Vì mình cũng là người bình thường chứ người gì? Ngày xưa mình mà còn thua người bình thường, bây giờ mình cao xa gì? Thấy không? Nội mà cái chuyện mà lễ với ông âm xong mà đi bộ từ bên kia qua đây với mấy các cụ là học được bài học. Trời ơi, đi bộ chung với mấy bà già vui thế ghê. Mấy bà già mới nói to, ô bữa nay đi chung với thầy luôn hả? Thấy chưa? Ta nói một câu như thôi là mình đã học được bài học đáng giá. Thì ra mình đi chung vậy mà mấy bà mừng vậy. Chứ từ hôm nay con không bao giờ đi xe, con sẽ đi chung với các cụ. Các cụ già còn đi được, tôi đi xe làm gì? Nên từ ở bên cái chỗ nhà Ton lại Quan Âm xong đi bộ về đây cùng tịch tịch tàn tan với mấy bà già. Nó, thấy không? Nó đa dạng học tập luôn, thấy chưa? Nó, quý vị biết cao xa làm gì quý vị? Mình cao xa làm chi? Nó, nên mình tu học dù có nhiều chục năm, nghe những đức dặn quý vị, đừng có bao giờ nói câu mấy chục năm đó trong cuộc đời này làm gì mất công. Đừng có bao giờ nói câu tôi quy y bao nhiêu chục năm gì, miễn đi khỏi nói đi, y hay không mới quan trọng. Cái quan trọng của bạn là ngay chỗ y hay không. Chứ trời ơi, bạn đừng có khè người ta. Khè chứ cho nó mệt chứ. Khè có ngày rớt cái răng. Nên học mà càng học về sau càng dễ tính, càng học mà càng đơn giản. Đúng rồi đó. Từ một con người khó tính học ra dễ tính. Đừng có dễ tính mà học ra khó tính nghe. Mà khó tính có vui không? Có ai nói khó tính vui đưa tay coi. Vậy ai nói dễ tính mà vui đưa tay coi. Đó, vậy thấy chưa? Nó quá đặc biệt, sao không dễ tính đi? Khó tính là thương không? Dễ tính thương không? Thấy chưa? Dễ tính là ta thương à? Ví dụ như mình có học gì đi chăng nữa, có địa vị gì chăng nữa mà mình lỡ nhà người ta đem đồ ăn ra mình mời mọi người ăn xong mình múc mình ăn tự nhiên ghê. Ta nói trời, con nhận dễ thương quá trời dễ thương lắm. Gì đâu mà nó dễ tính gì đâu tao. Mình tưởng đâu là cái người này là khó nuôi, khó lo. Sao dễ ăn ghê. Uống nước ực kìa chợ. Công nhận nghe, gần gũi ghê. Nó, đó là gì? Nhìn ra cái căn nhà đó để áp dụng đúng căn nhà đó. À. Còn mình đi đến cái nơi người ta quá giàu luôn rồi, nhìn căn nhà đó để áp dụng đúng vô căn nhà đó. Sở học của con người không phải là tính trước, mà sở học của con người là nhìn cảnh mà sanh tâm. Đó mới là cái đặc sắc của sở học.
Khi sở học mà đạt tới trình độ đó rồi thì quý vị không còn nói cái chuyện mà mùa đen hay là lúa hay gì nữa chứ. Không có nói là quê mùa hay là trí thức gì nữa chứ. Nó nằm trong cái dạng trí tuệ. Nó nằm trong dạng trí tuệ. Tại vì vị khỏi cần suy nghĩ khi giao tiếp. Vì gặp duyên gặp cảnh thì giao tiếp phù hợp thôi. Gặp người sao giao tiếp ra làm gì. Còn cái gì không biết thì hỏi. Ví dụ như mình đi, mình vô một cái siêu thị người ta đi. Siêu thị người ta bấm nút này nút kia, máy này máy nọ để vô cửa. Mình không biết. Mình nói, anh bảo vệ ơi, giúp tôi này có anh. Hỏi cái gì à? Tôi không biết bấm máy cái thang máy này lên lầu 3 mới đi đường nào, bấm làm sao. Anh giúp giùm. À, để giúp cho. Chứ mình đừng có vô nên thang máy này ăn thua gì ta, ta bấm cho mày coi. Mình lên lầu 3 mình vớt cái lên lầu 8. Cái khổ không? Mình không biết thì mình nói mình không biết đi, người ta thương mình. Chứ mình đừng có ra vẻ là cái gì mình cũng biết. Mình không biết quê làm sao. Bậy, không biết thì nói không biết. Mình hỏi người ta mới là không quê. Mình làm bậy mới là quê á. Còn khi mình ngoài đời mình đi ăn mặn, mình vô ăn món Tây, món Tây U, Tây E gì đó, thì người ta ăn, người ta cắt làm sao, người ta gấp làm sao, người ta ăn. Mình nói món này tôi không biết ăn, tôi gấp ăn được không chứ đó giờ mấy cái món này tôi ăn có quen, chỉ tôi cách ăn nó làm sao. Còn nếu người mà thông minh chút thì để cho người ta ăn trước. Mình cứ ngồi đó họ hỏi sao không ăn đi, thì tôi không biết ăn, anh ăn trước tôi nhìn ăn để tôi ăn theo. Người vậy mới là người được người ta thương yêu. Chứ đừng có sao xạo nhào vô tưởng đó mình hay lắm. Cái đó là quê đó quý vị, cái đó mới là quê mùa đó. Còn cái người mà biết hỏi, không biết thì nói không biết, người đó mới là không quê mùa. Người đó mới là người đặc biệt, đúng không? Đó, nên quý vị, cái lối sống quý vị thấy trong cuộc đời dễ không? Chỉ có cái hạ cái ngã thôi, là quý vị sống đặc biệt chứ có gì đâu. Hạ cái ngã thôi. Em ơi, chỉ cần hạ cái ngã thôi. Hạ cái ngã đi sẽ an lạc liền à. Cái gì không biết hỏi, cứ hỏi đi, có sao đâu. Đừng có làm thầy hay. Mình đi ra đường mình vừa lạc đường cái hỏi. Chứ mình lạc xa sao? Hao xa. Đúng không? Hỏi. Nên từ nơi đó mình hiểu nguyên lý sống, mình thấy đặc biệt chưa? Quá đặc biệt. Quá đặc biệt. Thấy không? Cái người mà được người ta thương yêu, nhiều cái cách mới làm người ta thương đó. Mình thấy người ta nghèo quá, người ta dẫn mình đi ăn uống. Mình vô quán, mình chọn mấy món đơn giản ăn. Kêu trà đá uống. Nói, ủa sao không kêu đồ ngon ngon đi nói. Tôi uống trà đá, thích. Tôi quen rồi. Mấy cái món thì tôi thích hơn. Thấy người ta khó khăn, ăn đơn giản cho người ta trả tiền nhẹ, hiểu không? Còn thấy người ta quá giàu mà người ta keo, mà người ta đãi mình quá giàu mà nó keo, hiểu không? Nó quá giàu mà nó keo, mà nó đãi mình ăn thì mình kêu nguyên mâm cho đầy cho mày biết. Nó giàu nó keo mà cho mày biết. Mình ăn không hết, mình bỏ vô bọc mình xách về cho người trong nhà ăn chứ sao. Hiểu không? Ví dụ như mình lỡ nhà hàng quán ăn mình ăn không hết đi. Mình nói mấy em phục vụ là anh nhờ này cái này. Bây giờ em bỏ lấy cái bọc nha. Em gấp tất cả món đồ ăn này vô bọc riêng giùm cho anh hết nha. Riêng riêng bỏ vô giùm cho anh. Thật sự mà nói thì ăn không hết phải đem về. Chứ không có gì ngại hết. Chứ để bỏ mất công lắm. Rồi xong phục vụ người ta gấp vô bọc đâu rồi đó hết trơn ha, đàng hoàng hết nha, được. Rồi bắt đầu là khi tính tiền xong ha, gỡ người ta một chút cà phê pháo. Tại vì nhờ em mà, lịch sự chứ. Nó, đây là không phải keo mà đây là cái sống đúng cách. Chứ ông có bỏ phí bậy bạ. Mình đi ăn xong mình về nhà là nhà hưởng sái. Hiểu không? Mình là ông chủ cũng vậy. Mình đi ăn xong mình đều đem đồ ăn về. Nhân viên mình, đây nhân viên là đây, mấy em là đây. Là đây, nè lấy đồ ăn này chảy ra ăn đi. Anh đi ăn xong rồi đem về cho các em đó. Trời ơi, cái tình cảm đó là giữa mình chủ và nhân viên nó gần gũi cỡ nào. Chứ mình đừng có ra vẻ ăn xong rồi đem về quê lắm. Bỏ,
kêu nguyên mâm đầy gấp mấy đũa bỏ, mình làm gì tổn phước đức, quá tổn phước đức, mình đem về. Nhưng mà khi nhờ người ta làm xong mình bo cho người ta chút đỉnh thì người ta không có cười chê mình gì, người ta còn khen mình, hiểu chưa? Lối sống đặc biệt mà đó, nên từ nơi đó mỗi nơi mỗi chỗ áp dụng để giữ phước đức của mình. Con người mình sống nó vậy nó hay dữ lắm quý vị, tuyệt vời dữ lắm. Nó còn mình đi vô chùa, vô chùa thì đồ ăn cho về ăn nấy à, chùa mà của Tam Bảo mà, của thập phương bát tính, chứ chuối đen thui cũng ăn à. Dù mình vô chùa đi, cái trái chuối đen thui đi, những đức nói quý vị nghe, quý vị có cương vị nghe, quý vị người ta đãi vì trái chuối đen thui nghe, nó hư vì lột ra, vì nhìn nhìn cái chỗ nào hư cắt, cắt còn chỗ nào còn ăn, người ta nhìn quý vị người ta nói công nhận người này đặc biệt, hiểu không? Đó, còn mình đi đâu á, lúc nào trong túi bỏ vài cục kẹo đi chi, mình biết cái vùng đó mình đi đến nó sẽ có nít, tự nhiên nít nó mình gặp nít cái, nè con cho con cục kẹo, cục kẹo, cục kẹo. Tự nhiên mình đi đến đâu nhân viên mình đặc biệt, một cục kẹo thôi nó nghe độ nó đó. Cái đó là cái lối sống của ai à? Bác Hồ. Trời ơi, tại sao nít nó phái tôi, tôi đi đâu cũng đem đồ ăn cho nó ăn chứ á, đi đâu cũng biết đem đồ ăn theo chứ á. Mỗi lần mà đi qua bảo tháp là chuẩn bị đem bánh qua, là ghé vô cái nít nó chạy vù 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 ra vô, bấm cửa xe lên, nè nước ngọt này con, bánh này con đem vô ăn đi, thấy chưa? Vậy thì nó nghe lời, thấy không? Đó là những điều những đức làm á, những đức chia sẻ cho quý vị nghe đó, để vì áp dụng trong cái cuộc đời này nó, quý vị thấy học Phật nó vui không? Hạnh phúc quá trời luôn, đúng không? À, quá đặc biệt rồi. À, bây giờ gì nè quý vị, chúng ta từ hôm nay chúng ta giảng tịnh độ xong, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nghe, để mỗi một người đến lần đầu cũng phát nguyện cầu sanh cực lạc nghe. Những đức đọc, quý đọc theo nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, liền hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Còn nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Bị nhớ là từ người còn sống hay người chết hay chư hương linh vì nghiệp phá thai, chúng ta đều phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, để đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta mỗi tuần thứ bảy tổ chức cộng tu bên chùa mới bên đây. Quý Phật tử khắp nơi cũng về đây mình tu tập. Chúng ta được niệm Phật, nghe Pháp, lễ Phật và phóng sanh cúng thí thực. Công đức này rất là thù thắng. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị đều được thừa hưởng những công đức này mà phát Bồ Đề Tâm, biết niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện tất cả chư vị đều thần thức sáng suốt, tỉnh táo, biết nương vào bộ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tế nhờ cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngà kim tế nhờ cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hữu tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, bà ha an ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà phả việt nhật ra hồng, tam bà phả việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh thái nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hi Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Đọc tam quy y xong mình thả luôn. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.